Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. The first kiss with her, where? Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. From a coffee and a movie, and then I stopped nearby her parents' house, but like 1 kilometer earlier, and then we talking, and then I asked if I could kiss her, and then we had the first kiss. It was one month later, and then I drive back home. I was smiling the whole time. Yeah. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? Thiệt không? Có ghen không? Trời ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc nhìn sơ sơ thì không sao, nhưng mà nếu mà chỉnh trực diện vô con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Hello. Hi, hello. 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 How are you today? Good, feeling good. Great. Yes, okay. Thank you. Good to meet you too. My pleasure. Thank you. My name is Paul Hotcher. I'm a model for 9 years, DJ for 5 years now. Been living in Vietnam for 7 years. Met my wife about 3 years ago. Soon gonna be 3 years. And yeah, I love the country. Yeah. Love the people here. That's why I chose Vietnam. Gọi một cái tên thân mật dành dặn đó là tên gì? Gọi là Paulo đi. Paulo đi. Can you speak Vietnamese? A little bit, một chút. Little. You can say. Xin chào mọi người, xin chào anh, xin chào cô. Các bạn khỏe không? Just few things. Ai là người dạy bạn tiếng Việt? Nobody. It's because I don't know much actually. So I just speak here and there. With her, we speak in English. Oh. So it's just a little bit here, a little bit there. I listening some people. I understand. I can understand more than I can say. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Em 27 tuổi, làm người mẫu. Cho chú tò mò hỏi nghe cái tên của con. Cái tên của con Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn. Giống như chị MC Kỳ Duyên thì có một cái sự trùng hợp hay là có sự sắp đặt gì đó? Bố con họ Nguyễn, mẹ con họ Cao, xong rồi ghép lại là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hay quá ha. Dạ. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tiên tụi con đi chơi bowling cùng với một người bạn chung của hai người. Thì chị đó rủ bolo, chị rủ con, thì lúc đó tụi con gặp nhau. Nhưng mà trước cái hôm đó 3 năm là tụi con đã gặp nhau rồi. Nhưng mà bolo thì không có nhớ. Cái ngày hôm đó thì có con nhớ thôi. Thì lúc đó là bolo làm người mẫu cho Vietjet, con là đi theo phụ người mẫu thay đồ. Thì con có nói chuyện sơ sơ với ảnh. Thì hai tụi con từ đó cũng không có theo dõi nhau hay gì hết. Nhưng mà trùng cái là 3 năm sau, hôm qua một người bạn thì gặp lại nhau, xong rồi con chuyện. Gặp lại thì con nhớ ảnh. Nhưng mà anh không có nhớ con. Gặp con á thì là anh có ấn tượng gì về con không? She was wearing big clothes, baggy clothes, so I couldn't see her body. For me she was very skinny. I only see her smile and eyes, and that's what attracted me. Her big smile, white teeth, and that's what attracted me. Con thấy ảnh với so với 3 năm trước đây thì như thế nào? Nó cái lúc gặp lại ở chỗ bowling á. Con gặp lại thì ảnh hơi già dặn hơn một tí rồi. Lúc mà hồi xưa gặp mặt baby hơn. Sau gặp lại thì mặt trưởng thành hơn, vẫn đẹp trai. Thích nhưng mà con không có ý định gì với anh này hết. Tại vì con không có muốn quen nước làm ngoài. Người mẫu. Cả vừa là người mẫu mà anh vừa làm DJ nữa. DJ. Cho nên là rất là phức tạp á. Đậu hoa lắm đúng không? Dạ, người đó đẹp trai nữa. Thì con là một người rất là hay ghen. Con biết bản thân mình như vậy nên con mà yêu anh này con nghĩ con sẽ đau tim lắm. Thì con không có ý định gì hết, nhưng mà anh thích con, xong rồi anh nhắn tin con đi chơi. Rồi sau qua những cuộc đi chơi nói chuyện con mới hiểu anh rất là chân thật á. Xong rồi tự nhiên con quên hết những cái điều kia đi, thì mình cứ đâm đầu vô yêu người này thôi. Cứ đâm đầu vô. Nhưng mà là Paulo là đã từng tham gia một cái chương trình gì chưa? Ở Việt Nam á. Dạ có. Paulo tham gia chương trình Người ấy là ai? Cho nên sau đó Paulo kiểu cũng nổi tiếng, nhiều người biết. Nên là con không có thích sắp xếp vô. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more. And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple of dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her.
I see she was a good person to be with me. I like her family, I like her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con có đi chơi. 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn 1 tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một gonna be 1 year and a half. 1 năm rưỡi. Yeah. The first kiss with her where? Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. From a coffee and a movie, and then I stopped nearby her parents' house, but like 1 kilometer earlier, and then we talking, and then I asked if I could kiss her, and then we had the first kiss. It was one month later. That the feeling, your kiss. How do you feel? I think if I should do earlier, first day, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person, and the feeling was. Was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. Yeah. Còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Nó có nói là con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa coi như là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng. Tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu. Cũng cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về ở bên đó là sống chung với nhau rồi, xong về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu. Ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Thì rồi bố mẹ mới đồng ý. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo. Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về bạn cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smiled, she offered help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? Con cầu hôn bao lâu trước? Thiệt không? It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là, ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia. Với lại con cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa. Khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi, rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Con thấy là mất tiền, nó rất là đắt. Mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam, cái anh suy nghĩ sao, anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Vậy anh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối, thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới. Cho nên là con nó vậy, nó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ, không có gì, không có gì đặc biệt. Chú nghĩ nó nghe là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn. Trời, Paulo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel, I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. Đó but mainly Brazilian people, the men try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là cái căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Đợt đầu dịch tụi con vẫn ổn. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Thì cái đó là cũng ảnh hưởng tụi con. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm. Những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất, Paulo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con thôi cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng?
Cái đợt đầu dịch đó thì Paolo cũng bị nhẹ nhẹ thôi, xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm á. Wow. Gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó thì em mới hiểu cái điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới. Tụi em mới đăng ký kết hôn. Hôn rồi, đúng không? Tụi em muốn đợi bố mẹ Paolo năm nay về tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thôi đi ta lau khô người đi ra đi không nhìn vô gương, xong rồi á là thấy một đống luôn, xong rồi nặng một hồi là quên, xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã mặt nặng bấy rồi, đầy bất thường trên mặt là sao, xong rồi buồn trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và dạ đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do việc nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc nhìn sơ sơ thì không sao. Nhưng mà nếu mà chỉnh trực diện vô con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Còn gì nữa nè? Ngủ hay bị mộng du á, coi chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn mà bị sốc luôn á, là tại vì là hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng. Trong khách sạn cái anh tức dậy anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Nhắm mắt, tại sao lại nhắm mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao anh lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ thấy tụi mình cãi lộn. Con vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra nó là mơ. Mơ. Con đang nằm ngủ, cái anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ chỗ con sợ con. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ. Cái quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay dòng ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, giờ họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đúng là đang ngủ mà. Nói cho Paolo có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà chứ nó rất là sợ. Bây giờ con mong Paolo thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Yeah. I just hope you like calm down more. Less jealous. Giờ tới Paolo đó. She loves to watch Chinese and Korean TV shows and every day. Rồi còn gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we started dating and live together. So because of me, she couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khen ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok, tại vì con tự coi, tự học, tự nấu cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Do you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change. Yes. Yeah. Quá okay. Trời là sung sướng. Ủa nhưng tụi mà con... tụi con là đã có em bé chưa? Tụi con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một bé mèo. You want have baby? I want yes, but if I already have my babies now. This year or next year? I think 2 or 3 years later. Oh. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh nó vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Nhưng bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá, thấy chưa có sẵn sàng. Cô nghĩ là về nè, lúc nào mà rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh mũ mộng du á, mình có thể trị được. Cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động á. Khi mà ảnh mộng du là ảnh vẫn phải hoạt động trong cái giấc ngủ đó. Thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu. Cho nên là ảnh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho ảnh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Nghe rồi. Cảm ơn chị Duyên, cảm ơn Paolo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết, tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là bê đê. Tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á, villa quá. Villa. Với lại anh để tay như thế này nè. This time is just company dinner on one day. And then have her tool mod so many office worker people with her in my boss is near here, but he take it one girlfriend. He sitting in here and then he take it one girlfriend and he's sitting here, but I don't want to make any mistake, so I just turn back like this, talking with my brother.
And then don't know why, when I go back home, I saw this situation and I really don't know what happening to Tommy. But she first saw about, what's this? What's this? I really don't know what I say, what to do, what situation is this? Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên để xem coi họ mang điều gì đến với chương trình Vợ Chồng Son kỳ này. Mời quý vị dành tràng hoa tay đón chào họ. Wow. Oh, 안녕하세요. Oh, em có nói được tiếng Việt không? Biết chút xíu. 안녕하세요. 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 Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Trong Chan Yang. Trung. Trung Chan Yang. Trung hay là Giang? Dung gọi là Giang. Giang. Giang năm nay bao nhiêu tuổi? À, em là 36 tuổi. Ở bên Hàn Quốc á, là ở Seoul hay là ở... À, Gyeonggi-do, Ansan. Ở Ansan, Hàn Quốc. Ansan. Ansan. Ansan là... À, em là lập trình viên. Giang là ở Việt Nam bao lâu rồi? 4 year. Giang ở suốt ở Việt Nam 4 năm luôn. Trong cái đợt dịch vừa rồi có về Hàn Quốc không? Dạ không, tại vì ảnh hưởng của dịch cho nên tụi con cũng ở Việt Nam không à. Là ở luôn 4 năm. Dạ đúng rồi. Có mẹ không? Mẹ của ảnh mất sớm. Ảnh có bố với lại chị hai. Có nhớ nhà không? Some, I feel some many times some miss, but I have a new mom and dad. But they always take care about me harder, so I feel some better, really better. Mẹ chắc thương lắm hả? Mẹ... Giờ mời em giới thiệu về mình. À, con tên là Ngọc Bích. Nghề nghiệp của con là thợ xăm. Hèn gì nhìn nó, nhìn rất là đẹp nha, rất là... nhưng mà là con là mở tiệm luôn hay là con làm cho người ta? Dạ, con mở tiệm luôn. Đó, như vậy là đi xăm gặp cô chủ tiệm, đó, rồi cua luôn cô chủ. Hay là cô chủ cua anh khách hàng? Dạ, ảnh cua con. Dạ, thật ra thì trước đây là con có từng chia tay một mối tình á. Xong rồi con thấy chán nản quá cho nên con mới tải một cái app gọi là app hẹn hò. Nhưng mà con tải thôi chứ con không có sử dụng. Thì sau một tuần con có thấy một cái tin nhắn mà cái bạn đó thấy con xăm nhiều á, nên bạn nó nghĩ là chắc con là thợ xăm. Là bạn này? Dạ không, cái bạn đó là bạn làm chung công ty với lại anh Giang. Bạn đó nói tiếng Anh không có được tốt á, cho nên bạn đó mới nói là để anh của mình nó nói chuyện với bạn. Thì mới đá qua cho ông này. Thì ông này mới kêu con là tải KakaoTalk của Hàn Quốc á, để nói chuyện cho nó dễ. Thì con cũng tải, rồi xong rồi con với anh này mới là trao đổi. Lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết, tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. BD á. Tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á, villa làm quá villa. Với lại ảnh để tay như thế này nè. Cái lúc đó Giang nhớ là Giang chụp tấm hình, Giang để làm sao đâu. Cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba thì con cũng không có nghĩ gì hết. Xong rồi ảnh mới hẹn con ra gặp nhau ở trong quán cà phê á. Con tới trước, con ngồi ở trong quán cà phê, con ngồi con đợi thôi. Thì lúc ảnh mở cửa, ảnh bước vô á, trời, cái người ảnh á cao to men lì mà cái khuôn mặt không có giống ở trong avatar chút nào. Cái con bị khựng. Con bị khớp. Còn Giang thì sao? Yes, I feel like some falling in love a little bit. She looks like very some girly, like her, some student, a girl. She looks like very shy and then very pure. Con kiểu con mắc cỡ, con không dám nói hết, con không nói một tiếng mặt nào luôn. Luôn hả? Rồi sao nè, cái cuộc nói chuyện đó nó có diễn ra thật là tự nhiên và thoải mái không con? Dạ có, ảnh kêu con cho ảnh coi mấy cái hình mà con, mấy cái tác phẩm mà con làm, hỏi con về giá rồi này kia. Nhưng mà thật ra là ổng hỏi giùm, hỏi xăm giùm cho cái ông bạn ổng. Mà sao ổng không dẫn ông bạn ổng ra mà một mình ổng đi? Cái lúc mà ảnh nói chuyện với con ở trong quán cà phê xong thì ảnh là người đặt lịch để ảnh xăm. Nhưng mà xăm cái gì? Ảnh xăm mới xong lưng cái hình ở bên góc bên đây này, hình thiên thần đồ. Tại sao lại xăm cái hình thiên thần? I have a title is one is angel with the devil, so I have some two empty side, so I want to finish the full bag of title. This time I find her and then I take it a new angel title. Anh mới cảm nhận cái điều đó từ lúc nào? Từ ngay lúc gặp con hay là phải tiếp xúc với con? Don't know, when I meet first time and then when we meet the first time, I just saw she's picture. When I really meet and then after, I feel like more than falling in love and then I try some more. Yeah, bao lâu thì tụi con mới chính thức coi như là quen nhau? Sau khi mà ảnh xăm ở bên con xong
thì ảnh muốn trở thành bạn trai của con, là ảnh nói trong lúc mà ảnh xăm của con luôn á, chỉ mới có mấy ngày thôi à. Nhưng mà lúc đó con không chịu, tại vì con sợ. Tại vì ảnh là người nước ngoài mà con chưa có biết gì ảnh hết á, nhưng mà ảnh kiểu anh tới tóc quá cái con bị sợ. Rồi tại sao ổng lại tỏ tình nhanh như vậy? Actually I want to submit good girlfriend in Vietnam because I feel too lonely, and then I want to some know about in Vietnam because that time I just come in Vietnam from Korea 3 months and then I caught you. Sau cái bữa xăm đó thì đến khi nào con mới đồng ý làm bạn gái không? Một tháng sau con mới đồng ý luôn. Sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con á, là ảnh đòi xăm rất là nhiều luôn. Mà lúc đó là free hết. Trong cái một tháng đó thì để chiếm lấy cái lòng tin của con á, với lại của ba mẹ con thì sáng nào ảnh làm xong á, từ quận 12 ảnh bắt xe qua quận 11 của con nè, rồi ảnh tự làm đồ ăn đem qua cho con ăn sáng, xong rồi mua trái cây, rồi mua lê Hàn Quốc, rồi mua bánh kẹo cho mẹ con quá trời luôn. Ba mẹ con có thấy mấy cái hình xăm của ảnh không? Đã có. Rồi lúc đó phản ứng của ba mẹ làm sao? Ba mẹ con kêu là đừng có dính líu gì vô tới người nước ngoài người ta hết, tại vì không biết người ta như thế nào á, ba mẹ con cũng sợ. Nhưng mà sau khi mà thấy ảnh giống như mua quà, mua đồ, mua bánh trái để lấy lòng á, cái mẹ con cũng thấy là chắc là người này tốt, cái kêu con là thôi nếu mà được á thì con thử tìm hiểu người ta coi như thế nào, coi có tốt không. Tức là giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với ai hơn? Giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với mẹ. Tại sao Giang lại thương mẹ hơn? In Korea I have this mean wife, mom, love is a daughter, husband. And I have this man in Korea, and then I don't know why she better than computers to me, and then I do some more, give up food for mom, and then after I feel some more than computers to her. So rồi trước khi tụi con cưới nhau thì hai đứa có sống với nhau trước đó không? Sau một tháng là con đồng ý trở thành bạn gái của ổng á, 2-3 tháng sau là ổng đòi cưới con liền. Nhưng mà lúc đó con cũng chưa có chịu. Tại vì con kêu là sớm quá, mình chưa có hiểu hết được 100%. Nhưng mà để chắc chắn hơn á, thì mình dọn ra sống thử trước, xong rồi nếu như mà hợp nhau á, thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Tụi con dọn ra chung cư sống thử luôn. Bao lâu? Gần 1 năm. Sau đó mới cưới luôn? Dạ đúng. Trong một khoảng thời gian sống thử đó thì con thấy tính tình của ổng như thế nào? Tụi con cũng xuất hiện nhiều cái vấn đề lắm. Ổng rất là nóng tính và rất là ghen. Con có một người bạn, thì bạn của con á là thế giới thứ ba, là gay á. Mà bạn đó là dancer. Bữa đó bạn đó rủ con với ảnh với một số người bạn khác đi vô ba chơi, thì ở trong trỏng á nó rất là ồn á, thì mình không có nói chuyện bình thường được. Mình phải kề sát lại để mà nói chuyện. Đúng rồi. Cái người đó ở ngoài thì cũng nhìn manly rồi. Đúng rồi, nhìn manly. Thì khi mà ảnh thấy kề sát nó vậy nè, con thấy trên mặt ổng hiện cái gì đó rồi, thoải mái rồi. Thì xíu nữa, tại vì cái bạn kia của con á, bạn hăng quá, rồi bạn nhảy lum la hết á, cái xong rồi nhảy mà kiểu lỡ đụng chúng con một cái. Trời ơi, ảnh lại ảnh nắm cổ áo của bạn con vậy nè. Trời ơi, lúc đó con sợ bắn người luôn. Con mới tóp hai người ra, rồi con đưa tiền chú, con chạy về trước luôn. Trời ơi, đêm đó con với ổng cãi nhau quá trời luôn. Con muốn biết tại sao Giang biết cái người đó vậy rồi mà Giang còn ghen vậy? I believe her, but this time I don't know too much about gay because I live in the Korea very long time and don't know why it's very some culture shock to me. In a gay, so I some can't understand it, but not now. Sau cái bữa đó tụi con cũng cãi nhau rất là nhiều, nhưng mà con cũng là người đứng ra để xin lỗi ổng, tại vì con cũng có sai trong trọng. Thì sau cái lần đó xong thì về sau là không bao giờ lặp lại hết. Giang có điều gì chưa có feel good về con? Sometimes some very, I don't know where is make you angry, but very too faster to angry about. And then I hope so you some more when you're angry. I want you some listen to my talking. That's all. Tại vì con cũng là một kiểu người con rất là bướng, cũng rất là ghen nữa. Ủa, ổng có dính phốt gì không mà sao con ghen? Có, ổng có dính phốt. This time is just company dinner on one day, and then have too much so many office worker people with her in my boss is near here, but he take it one girlfriend. He sitting in here and then he take it one girlfriend and he's sitting here, but I don't want to make any mistake, so I just turn back like this, talking with my brother.
And then don't know why, when I go back home, I saw this situation and I really don't know what happening to coming. But she first saw about, what's this? What's this? I really don't know what I say, what to do, what situation is this? I feel too sorry and then I really don't know, so how to say this situation. Cái lần đó con hiểu lầm, kiểu con suy diễn ra tùm lum thứ đó. Con điên lên, con la quá trời luôn, con hỏi là tại sao có cái này. Con ghen lòng, ghen lộn lên. Rồi cái ông khóc. Bên đây cũng 1910 chứ đâu có vừa đâu. Tại bữa đó có phải nhờ ông sếp ông giải thích không? Dạ có. Có đúng không? Tại phải giải thích xong con mới yên tâm. Rồi còn tật xấu gì nữa không Giang? No, she's so perfect. Đủ rồi, đúng không? Bây giờ Giang muốn vợ mình thay đổi điều gì? I just want about she more than became some wild, not wild, some mild. That's all. Con thì mong muốn ông thay đổi điều gì? Con thì mong muốn là ông cũng hiểu con nhiều hơn, ít làm việc lại một xíu để quan tâm con hơn nữa. Rồi bây giờ là hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? Con và anh lấy nhau được gần 3 năm rưỡi. Có em bé chưa? Hiện tại con đang mang thai 3 tháng. Wow, chúc mừng nghe. Cảm ơn. Chúc mừng. Anh Quốc Thuận chúc cho hai mẹ con ha, đến ngày khai hoa nở nhụy thì là mẹ tròn con vuông, mau chóng cả gia đình cùng với cháu nội nghe về thăm ông nội và thăm các cô chú ở bên Hàn Quốc. Thank you very much. Chơi những cái game ví dụ như là True or Dare, con hỏi những câu rất là 18 cộng. Vậy đó hả? Con giống như con trả thù vậy đó. Con có thích điều đó hay không? Thật ra cũng hơi thích đó. Đúng không? Ấn tượng liền, đảm bảo luôn. Yeah. Whenever I try to approach her to tell her something, like train her, educate something, it's like the first reaction is, I know. Maybe you can tell them about the story that you're trying to experiment the foods on me. Thì bây giờ Quốc Thuận xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng hướng về sân khấu nơi cái cặp vợ chồng son sẽ đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng số 1. Can you speak Vietnamese? Chúc. So this is Miss Vong. Miss Vong. And this is Mr. Thuận. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Both. What's your name? My name is Emre Sigura. Where are you from? I'm from Turkey. Thổ Nhĩ Kỳ. Yes. How long you stay here? 6 năm. 6 năm. Bao nhiêu tuổi rồi? I'm 40. 41 actually. Cái background của ảnh là ảnh làm cái gì rồi? Ảnh đang làm bất động sản. Trong một công ty bất động sản. Chief Commercial Officer, CCO thì có thể là quản lý về thương mại. Can you speak Vietnamese about you? About me? Introduce yourself. It's too difficult. Khó quá. Emre kết hôn với vợ là bao nhiêu lâu rồi? We're married for 3.5 years. Bây giờ tới em. Chào cô Vân, chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Hồ Trà My, hiện nay là 32 tuổi. Đang làm marketing cũng như là một content creator. Như vậy là chắc có lẽ là My cũng là một nhân vật rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng đúng không? Chút ạ. Dạ. Chắc đây cũng là một cái hot TikTok nè, đúng không? Dạ. Anh có quay TikTok chung như con? Dạ có, quay nói chung làm diễn viên cameo. I don't appear on all the videos. Anh không có xuất hiện hết. You can speak Vietnamese a little. Yeah. Slowly. Some Vietnamese word. I can order food for myself. Anh có thể đặt đồ ăn. Ví dụ bây giờ đang đói bụng, anh cần ảnh nói một câu tiếng Việt về cái chuyện là ảnh đặt đồ ăn đó, cho bốn anh em mình nè. You can order Vietnamese food for four of us. Four of us. Ooh. Okay. Hello. Hello. That's so hard. Phở bò. Bốn phở hả? What? Dạ thật ra anh cũng không order kiểu đó, mình trên Grab hay là trên mấy cái ứng dụng là có thể được thấy được cái món. Dạ đúng rồi, gửi đi. Cho mới nói chuyện trực tiếp được. Dạ. Chưa rồi là đặt bốn tô phở bò đúng không? Dạ. You just order four phở bò, right? Đó, đặt cho bốn người đó. Đó, quá tốt. Chúng ta phở bò ăn rồi. Suối. Chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào? Lần đầu tiên em gặp anh ấy ở đâu? Và anh ấy tỏ tình với em như thế nào? Là trên một cái app hẹn hò. Thì cái buổi gặp đầu tiên đó là sau khi một tháng hai người nói chuyện nhau, gặp nhau. Nhưng mà cái buổi này thật ra nó không có suôn sẻ ở cái khúc đầu tiên. Tại vì anh để không đợi. Đợi một tiếng đồng hồ bởi vì anh tập gym và anh ra trễ. Và con phải đợi. Tại sao lúc đó con kiểu hơi bực tức á, con cũng muốn là
em không đoán ra làm sao. Ông này là ai mà để mình đợi vậy? Thế là anh tới thì kiểu rất là kiểu đẹp trai bảnh, mặc áo hoa quần màu rêu, nói chung là nhìn cái cách phối đồ rồi cái cách nói chung là nhìn rất là đỏm dáng. Đó là cái ấn tượng đầu tiên, thì nó đang không vui là như vậy. Thật ra là con cũng đã điều tra này rồi, một người nước ngoài và có một cái chức vụ là như vậy thì đã điều tra trong background. Ok, đúng rồi background rồi. Nhưng mà gặp nhau một cái là anh kể lại nguyên một cái CV đó luôn, y chang những gì mà con đọc luôn, là ở đâu đã làm việc ở đâu mấy năm rồi. Trong cái buổi đó thì tại vì anh này ảnh rất là thích về thể hình, quan trọng cái vóc dáng, cho nên lúc mình đã tới trễ rồi, con đã gọi đồ ăn rất là nhiều để ra, cái xong nó nguội lạnh hết rồi. Cái tới cái anh nhìn thấy anh không ăn luôn, con cũng không ăn luôn, hai đứa chỉ nói chuyện thôi, và xong rồi pack những cái đồ ăn đó đem đi. Và điều qua cái điểm thứ hai. Thế còn Shira, yep. Lần đầu tiên bạn gặp cô gái này thì như thế nào? She was very outgoing person first of all and very mature for her age. Also she was very patient. Rất là kiên nhẫn, tại vì đợi ảnh. She waited for me almost an hour. Như vậy là lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau, coi như là chỉ nói thôi chứ không ăn. Sau bữa ăn đó là hai đứa đi đâu? Đó bây giờ cái vụ tăng hai nè. Tăng hai đó. Đem đồ ăn đi đâu? Dạ, thật ra là đem đó thì cuối cùng là ngồi trên xe, mình thật ra cũng tặng cho bảo vệ cái lúc cái thời điểm mà ảnh đi về á. Cái tăng hai á thì bắt đầu kiểu là ok, mình nói chuyện vui vẻ hơn, tại vì vô trong một cái pub nó rất là vui, nhạc nhẽo rồi. Lúc nào đó con cũng thấy là ok thôi. Đâu biết là mình gặp thêm một lần nào nữa đâu, thôi giờ mình cứ xỏa thôi và chơi những cái game, ví dụ như là True or Dare. Con hỏi những câu rất là 18 cộng. Vậy đó, đó. Giống như con trả thù vậy đó. Nhưng mà bữa đó là con có thách ảnh là anh có dám hôn một cô gái giữa một cái pub hay không? Thật ra là cái nụ hôn đầu tiên là nó đã xảy ra ngay cái lúc mà tụi con bye bye đi về, và con đã bị ảnh cắn cho một cái ngay môi, có nghĩa là cho chảy máu luôn, kiểu giống như là ảnh không có muốn rời đi á. Một người nói chung là một người rất là mãnh liệt, ngay tay cái ánh mắt rất là mãnh liệt, rất là kiểu rực lửa, có nghĩa là đó là cái cảm nhận đầu tiên của con sau khi đi pop về đó, phải không? Dạ đúng rồi, là cắn một cái vô môi luôn. Dạ đúng rồi, chia tay xong rồi ôm hôn xong rồi. Con hỏi ảnh đi tại sao, why? It happened on the passion. Con có thích điều đó hay không? À. Thật ra cũng hơi thích đó. Đúng không? Bị ấn tượng liền, đảm bảo luôn. Dạ. Sao cái lần đầu bị tiên cắn, mặt bị cắn môi như vậy? Tại vì con đã thích rồi thì chắc chắn phải có lần thứ hai. Thật ra là với những cái mối quan hệ hẹn hò á, thì ảnh là người đầu tiên mà con hẹn hò vào buổi thứ hai, thứ ba. Và thật ra là con cũng hơi có chút dè chừng. Cho nên là những cái buổi thứ hai, thứ ba á, thì con muốn nhìn ảnh ở những cái lát cắt khác. Cho nên là những cái địa điểm sau đó là do tự con chọn. Cái lần thứ hai gặp nhau là trong cái Christmas party, có nghĩa là hai đứa ngay cái đêm Noel luôn, là hai đứa đi ăn với nhau, sau đó là đi nghe nhạc jazz. Thì là mình thấy một cái góc khác là anh này cũng rất là lãng mạn. Ví dụ khi mà ăn xong thì tụi con đi qua cái chỗ nhạc jazz đó thì hai đứa sẽ nhảy nhót, giống như là trong một bộ phim, là không để ý một tới ai xung quanh hết, và cứ vừa đi vừa nhảy cho tới cái lúc mà đi ra đó, tới cái chỗ nhạc jazz đó. Cái bữa thứ ba thì con muốn nhìn một cái góc khác thử đi ăn chay. Cái thấy là anh này có một cái tính cách rất là nhẹ nhàng, tình cảm, rất là quan tâm tới gia đình. Hay quá vậy. Thế nên chay mà anh không có ăn chay được lâu, có nghĩa là mỗi tuần phải có ăn thịt. Nếu mà kiểu quen nhau hẹn hò qua app á, mà mình đi theo cái sự hướng dẫn của người đàn ông mắc công, tại có những cái vấn đề ví dụ như là nó bẫy mình hay gì đó, cho nên thường con sẽ là cái người chọn địa điểm. Rồi lần thứ tư. Cái lần thứ tư là có nghĩa là sau cái lần thứ ba đó, cái bữa đó là ngày gần giao thừa của năm cuối năm 2016. Lúc đó thì con đã đi chơi với nhóm bạn của con ở trên Đà Lạt. Anh này thì ảnh có party gì đó, xong mà ảnh giống như ảnh cứ nôn, ảnh cứ ở Sài Gòn party xong cũng không thấy vui, xong rồi nhắn tin nhớ nhung rồi anh đi lên với em được hay không, cũng ngại là sợ là nhóm bạn của em cũng không cảm thấy thoải mái như thế nào đó, cuối cùng cũng lên thôi. Anh thấy ở cái điểm gì đặc biệt ở con mà anh lại có thể là cuốn hút như vậy? Why is there any points from me that you feel like so attractive to you? Oh yeah, obviously her beauty, but it's like her also mindset as well towards my parents, towards my friends as well. We accept each other basically immediately. We don't want to change each other, or we don't want to reflect change basically. Maybe I can say like unconditional love is accepting each other. Và tụi con chấp nhận nhau. Rồi đến khi nào thì ảnh mới chính thức là ảnh tỏ tình? Official boyfriend. Yeah. Girlfriend. Oh yeah, it's January. January, yeah. Sau cái chuyến đi Đà Lạt đó. Con đi Đà Lạt con trở về đúng không? Sau mấy tháng? Từ cái lúc gặp nhau đầu tiên đó thì là khoảng là một tháng. Chuyện tình cảm của hai bạn có phải yêu xa không? Thật ra cái thời điểm mà con gặp ảnh á, là ngay cái lúc đó con cũng muốn có một cái làn gió mới, và con cũng đang hơi bị mất định hướng về công việc, cho nên là con đang dự định là con sẽ đi Hội An một năm. Lúc đó thì tự nhiên gặp anh này, nhưng mà con cũng không thấy cái này là cái cản trở nữa.
Và rất là nhiều bạn con thì nói là trời mày bị điên hả, đang tự nhiên có quen một cái anh như vậy mà đi. Con ra Hội An con làm gì vậy đó? Con có một cái thương hiệu về trang sức có thể bán cho người nước ngoài. Đi ra Hội An luôn, mấy bao nhiêu lâu? Dự tính là một năm, nhưng mà cuối cùng là anh này anh cứ giống như là anh thấy anh cũng nhớ thương nhung quá xong rồi bay ra Hội An là xong yêu xa. Dạ đúng yêu rồi. Như vậy thì trong 8 tháng đó là ổng bay mấy chuyến ra ngoài Hội An? Do you remember how many flights that you fly to Hội An? At least 4. Thật ra là con cũng giấu ba mẹ đi bay từ Hội An. Có dẫn anh đi ra mắt gia đình không? Dạ có, dẫn ra mắt gia đình là trong cái tháng 1 2017 luôn á. Gia đình có ủng hộ không? Trước giờ thì con chưa ra mắt ai là người nước ngoài hết. Và mẹ con hỏi anh câu là ủa lớn tuổi vậy mà chưa có vợ hả, kiểm tra kỹ chưa, có vợ ở nước ngoài chưa? Mà anh chưa có vợ đúng không? Dạ anh đúng rồi, độc thân thì... ở điểm đó là độc thân. Rồi ba mẹ chồng đối với con thì sao? Ba mẹ chồng con thì rất là dễ thương. Cái năm 2017 thì tụi con cũng về Thổ Nhĩ Kỳ để ra mắt cái luôn. Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Anh có nhiều anh em không? Dạ anh có một anh trai sinh đôi luôn ạ. You have twins. Yeah. Có bị lộn bao giờ không? Dạ không, thật ra là mặc dù là có hai đứa con nhưng mà mỗi người làm việc một nơi ở đất nước khác nhau và ông bà sẽ tự ở lo cho bản thân. Dạ đúng rồi, tự lo cho bản thân. Cái tháng 9 năm 2017 là anh đem con về Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt gia đình. Con cũng mong đợi rất là nhiều. Người ta ra mắt gia đình người ta phải đẹp đẽ đúng không? Nhưng mà 18 tiếng con bay có nghĩa là nhìn con rất là bần. Nhìn con rất là chán. Và con cứ mà tà máy bay xuống một cái là con phải vô liền trong mấy cái chỗ mà duty free á. Con make up lại, con lấy đồ con make up lại. Ba mẹ con thì cũng gửi rất là nhiều trái cây. Ví dụ như trái nhãn, là trái chôm chôm, măng cụt. Mang qua gia đình đó, mang cả thùng hải quan á, người ta thấy lạ. Người ta chưa bao giờ thấy chôm chôm hết. Người ta chưa giờ thấy măng cụt hết. Người ta phải lại để người ta phải bắt là cái này là cái gì vậy. Người ta không dám đụng, người ta tưởng bom. Đó, người ta phải bắt mở ra rồi cái này ăn sao. Không dám đụng luôn. Cuối cùng có qua được không? Dạ qua được. Và lúc mà về thì con cảm thấy hình như là con không hề tự tin để mà đi ra mắt ngay cái thời điểm đó. Nhưng mà mọi người cũng chấp nhận, cũng ôm hôn. Người ăn trái cây có thích không? Dạ rất là thích. Lần đầu tiên ra mắt với bên gia đình bạn trai như vậy, mà đặc biệt là ở một cái quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ, thì con có lo lắng không? Rất là lo, tại vì con nghe nói là mẹ của ảnh rất là khó. Và cái bạn gái trước thì mẹ ảnh không thích luôn. Cho nên là con rất là căng thẳng. Tình cảm của các bạn có sự khởi đầu và thậm chí trong khoảng thời gian yêu nhau cũng rất là đẹp. Chỉ có yêu xa chút xíu nhưng mà tình cảm thì vẫn mặn nồng với nhau. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình tới cái phần rất là quan trọng. Đó là rồi. Khi mà thành vợ thành chồng với nhau, không biết là trong cách sống của ảnh trong 6 năm trời, ảnh có những cái tật xấu gì không? Bây giờ để chị hỏi ổng trước đi. Dạ. Nãy giờ là một mình bé nói, bây giờ hỏi ảnh đi. Aura. Con hỏi đi. Aura. Review the best side of each other. Oh yeah, review. I think we suit each other the most. Like it's like the matching. So we have the same tastes, but we give ourselves the space to grow as well. At the end, the beauty fades, but the thoughts and the moments that we have, we shared, actually will stay. Tật xấu nha, chứ không phải là tính tốt. Okay. Whenever I try to approach her to tell her something, like train her, educate something, it's like the first reaction is, I know. Hấp tấp á, đó cái tật đó mình có thể quy vô là hấp tấp. But she's very empathic. She knows how to balance the emotions. Basically. Really? Yeah. That's from your gut? Yes. Nói chung là ông này ông không có nói được cái tính xấu đâu ạ. Thôi chắc để con đi. I think không, đâu sao đâu kệ. Bây giờ ông đã nói được của con một cái hấp tấp rồi. Rồi. Đó, the second. Maybe you can tell them about the story that you tried to experiment the foods on me. Dạ, tại vì anh này anh dị ứng. Hay là mấy cái súp mà kiểu của Nhật Bản á, là con đã rất là kỹ. Khi mà con mua về là con đã nhờ bạn ở Nhật á, là dịch coi thử là trong này nó có hải sản không. Nhưng mà khi nấu á, nó vẫn có mấy cái giống như là vỏ tôm xay ra á cô. Anh vẫn bị kiểu như là phải vô bệnh viện. Có nghĩa là phải vô bệnh viện mấy lần. Vì tại vì con thử nghiệm đồ ăn. Dạ. Đồ cũng nguy hiểm ha. Dạ, rất là nguy hiểm. Nguy hiểm đó. Cho nên ăn uống với anh khá là kỹ. Con là chỉ có một cái tật xấu là hơi hấp tấp thôi. Dạ. Và bây giờ tới con đó. Anh này thì không có tật xấu nhưng mà có những cái cũng rất là vui thôi. Ví dụ như ảnh rất là thích shopping. Ảnh rất là mê shopping luôn. Người Thổ Nhĩ Kỳ theo con biết là người ta đã rất là đỏm dáng rồi. Và anh này là mê shopping từ những cái nhỏ nhỏ lặt vặt cho tới những cái lớn, quần áo, cái là giày hay là túi hay là quần áo của ảnh rất rất là nhiều. Và con phát hiện ra là cái này nó đến từ gia đình của ảnh luôn. Có nghĩa là đi qua chơi nhà mùa hè đi thì mà người ta đã sợt đồ mùa đông, chuẩn bị mua đồ mùa đông rồi. Wow, cái kiểu là như vậy. Và rất là thích cái gì, thậm chí là con mua một cái gì đó về thì ảnh sẽ kiểu cái gì đó muốn gì đó. Mặc đồ coi. Shopping luôn á. Mặc đồ đó mặc thử coi. Được. Này không được hay cái gì đó. Đó là sẽ cất. Và thậm chí là mua những cái đồ mà thường là mua cái gì đó là mình sẽ mua hai cái. Chưa có biết vẫn phải mua hai cái để thử. Ví dụ như là một cái máy ngủ thì sẽ mua một cái rẻ, một cái mắc. Mua để thử coi nó sẽ như thế nào. Hay là mua những cái dầu gội. Và con phát hiện ra là lúc mà mở cái tủ ra là một đống cái dầu gội giống như là ở ngoài người ta, cái tiệm người ta vậy. Và xếp rất là ngăn nắp, rất là kỹ.
và mỗi loại thì nó sẽ hai ba chai như vậy á. Xong kêu ủa tại sao anh phải mua nhiều vậy? Không, tại vì mình cứ xài thử đi, lỡ mà mình thích á thì mình khỏi phải đi mua thêm, nó đã có sẵn rồi. Còn không thích thì sao? Thì đó, mấy cái đó nó bị hết hạn coi như phải đi cho. Anh thích có cái gì mới, thậm chí là đồ ăn ngon mới lạ là anh sẽ thích. Có nhiều tật xấu như vậy đó. Ông mê shopping. Dạ, ông mê shopping, ảnh mê game. Mê game. Có thể chơi game. Chơi game mà ngồi chảy thay cả ngày luôn. Thường á thì cũng sẽ rất là nhõng nhẽo. Dù là ở ngoài á thì nhìn thấy một cái kiểu rất là lịch lãm, nhưng mà về nhà tụi con không có ai bình thường hết trơn, có nghĩa là đi đứng cũng không bình thường nữa. Ở nhạc lên là sẽ đi đứng thêm những cái kiểu là đi ngang qua là sẽ kiểu lắc qua một tí xíu, nhảy lên salon hay là múa quay quay cuồng là như vậy. Và cái mặt của anh này thì thật ra là rất là nhiều cái cảm xúc á. Cái mặt của anh rất là hay diễn, rất là hay diễn. Rửa chén á thì sẽ kiểu là mơi ngứa lưng quá gãi giùm, hay là nóng quá kéo giùm cái quạt, khát nước quá có nghĩa là rửa chén mà mình phải đi phục vụ ổng vậy đó. Ủa rồi tụi con có con chưa? Dạ chưa. Ồ vậy hả, hèn chi mới giận hết gì được. Thời gian vừa qua anh cũng sống ở Việt Nam, anh có khó khăn hay là... So how do you feel about the life in Vietnam? I love Vietnam. I like to call it my home. Before Vietnam, I traveled a lot of countries. I lived in most of like Russia. I lived in Germany and States. Coming back to Vietnam, it's just like the people have very great mindsets and very happy people as well. Never thought that I'm going to stay more than 3 years, but it happened to be that I'm going to stay much more. Any difficulty when you live in Vietnam? Not really. Maybe you can say that it's the language, but the newer generation speaks foreign languages. So it's not too difficult to communicate. Maybe sometimes it's with her parents. We don't 100% understand each other, but I'm a patient person and also like we like to listen to each other. Khoảng thời gian mà dịch Covid á thì ảnh có bị ảnh hưởng gì trong công việc không? Thật ra là cái khoảng thời gian đó là cái mà khó khăn nhất. Khó khăn nhất. Con nghĩ là nó rất là khó khăn cho cái thời điểm đó giữa hai tụi con. Nhưng mà cuối cùng thì tụi con cũng vượt qua được. Chúc mừng. Chúc mừng. Revelation. Bây giờ thì ổn định rồi đúng không con? Dạ đúng rồi. Thay mặt chương trình á, đầu tiên là cảm ơn hai vợ chồng con đã đến đây. Hai là xin chúc vợ chồng con bây giờ là hết tam tai rồi. Dạ, hết là tới hồi thời lai đó nghe. Dạ. Tiếng và sẽ có tiếng. Baby sớm nhất. Dạ. I hope we will have some time. Dạ. Giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buông. Mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Và đêm trước. Và đêm sau không? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Ê, ngồi đây. Rồi, xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Rồi. Chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, em mời em đi. Thôi, em cứ ngồi cứ thoải đi. Mái. Rồi. Sao em tên gì? Dạ, tên Mai Văn Trung, quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Dạ. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Huy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sớm rồi. Dạ. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Câu chuyện làm mai sao nè? Chị ở nhà và kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Không, cố gắng chị anh ơi, theo chị đi ra ngoài đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà con gái, được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, dạ. Nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mơ liền. Dạ. Đúng không? Thế cũng được. Chứ sao được, dạ. Quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè, không nói chuyện hay là... Nhìn mình. Ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Bực mình rồi, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì? Hả Huy? Lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em đọc anh không, em thấy sao? Dạ, gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hủ. Cho nên là không dám nhìn chính diện. Chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh, thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á
là một bờ mông rất là to. Bờ mông rất là to. À, thấy cái mông to à? Dạ. Một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy? Dạ, khoái. À, khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái bờ mông với tấm lưng là... Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi cơ. Xoay một vòng cho anh coi. Xoay ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay ra, quay qua đấy, quay ra. Giờ teo rồi. Giờ teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, 7 tháng chăm con ta sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? À. Còn em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Ờ, mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Bực mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là về rồi, về đi đêm show. Ra tiếp nữa. Dạ. Là sao? Em nói chậm thôi. Tức là đi show ra tiếp. Đi về nhà, nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Dạ, ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không? Là sẵn vô nói chuyện mình luôn. Đi uống phơ. Xin ba mẹ đi uống phơ. Đi uống cà phơ. Đi uống cà phơ. Cái thằng này. Cũng không nghe rõ. Là uống cà phê. Uống cà phê. Thôi, rồi. Dạ. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ, cũng... Hay sao? Thấy mũi cao. Đẹp trai, cười, với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ, đúng rồi. Hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không. Anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có dê. Không dạ. Giống cái ông trước. Ờ, không nắm tay, nắm chân luôn. Dạ, có nắm tay. Nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Ờ, cho tới ngày cưới luôn. Dạ. Mà khi về là đùi, là đùi. Khi về là đùi. Đi ra giữa đường á. À, là có nghĩa là sau cái bữa đó đâu. Sau cái bữa đó luôn. Là đùi luôn. Dạ. Dạ. Tức là đi... Đâm chim. Mấy ngày sau là đi chơi quen rồi. Là anh ngồi trước, anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đùi á. Rồi phía sau cái gì đúng không? Dạ. Lái xe xong rồi là... Thiện tay đó, thiện tay đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không? Nhột mà thích nha. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn, cứ đi tay lái rồi, đi cầm tay rồi. Cứ là đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà. Chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tới 9 giờ là về được. Là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ, khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng là đã đính hôn rồi. Dạ. 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 Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quen luôn. Dạ, rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ, chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa cầu hôn. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là với bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ cáp cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là... Dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều. Với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp mặt thực tế vậy nên hay hơn. Gặp trực tiếp hay hơn. Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại... Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ... Cua bé này là hết nhiêu tiền điện thoại? Nói chị nghe coi. Chậm mấy? Chậm mấy thôi hả? À? Gì bèo vậy? Chắc là đi xài. Đi ra mà. Giờ cho xem một tối gì đó là được. Là ngày nào mình có Zalo mình mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không. Không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết con nó chậm hơn chứ là chồng mình là không vợ biết nhiều à. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. À. Nói chung bây giờ người ta thực ra bây giờ người dễ ta gặp. Không, ai cái voi chat đó bấm vô cái nói được rồi. Dạ. Dạ. Em ơi đang làm gì đó? Ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có được. Đúng không? Đúng không? Mới lâu mới ngủ luôn à. Ôi vậy đó. Mới chừng nào mà ngủ không? Nói chuyện xong ngủ luôn. Là con là em bị mơ là
Mỗi lần anh gọi là dễ buồn ngủ lắm. Mà mà không gọi là khó ngủ lắm á. Nhớ đúng không? Nhưng mà dạ, gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu không? Gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Dạ. Để, hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau cái thôi vậy mà cái bé nói là gì không? Gọi mà không thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Là làm giọng như là quen hơi đó, cái giọng quen chậu vợ, quen giọng, quen hơi, quen giọng đó. Nghe cái giọng là về phải liền à, chứ liền không được. Chồng thì lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn là ngày hôm đó không gọi điện luôn. Dạ. Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy, mày gọi sao mày gọi? Cưng quá. Thật thà. Thật thà dễ sợ. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là dạ, xử luôn. Tao không cần luôn. Tao dạ. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em, dạ, em nhớ chuyện là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ờ. Khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa nay này gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi, thôi đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới vào khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Tìm hiểu. À hiểu rồi. Dạ. Giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ anh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy sau nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Ôi, người đám cưới lời không? Dạ, cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết mà. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu tiên. Em là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ anh. Nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Dạ không. Vậy hả? Không khóc. Vui quá rồi, nghĩ không đó. Thôi, có tật xấu gì không? Khui đi em. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính đó. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bờ bộn. Rồi, mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trọng mắt lên. Trọng mắt lên. Cái gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút mình dìa lại. Ra ngoài chút mình dìa. Nóng tính rồi. Ừ. Chứ mình ngồi đó, nóng nữa là nó đổ vỡ. Đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ, chưa. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Làm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Rồi em đem cắt. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi, còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. Hay quên. Dạ. Quên lắm. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm chuyện kia bán thoại là làm, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy á hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa, nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Bây giờ tới em đó, ảnh thật xấu gì?
Tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ nó không được, đi. Dạ sao không vậy? Được. Tại vì uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sáng là một... tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là hai không không có cà phê là anh chịu không nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều được. Uống bao sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng là cho trưa chiều không có uống. Đó thì không để chỉ cho, để chị chỉ tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi nha, rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó anh cũng quét lát chỗ quét mà đánh tập hay gườm lắm. Cứ quét là gườm. Ừ. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Yeah. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Yeah. Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm. Nói nhiều với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Dạ. Rồi. Thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á, dạ. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh nữa, bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọng mình. Tức là quýnh em lại mở em đi chơi luôn. Bỏ tới bao mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm ấy ạ. Tăng à. Tắc à. Có bao giờ quánh lại không? Không. Sao quánh được? Giờ sao quánh đâu quánh được đúng không? Giờ vô quánh. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nha, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều lúc mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gươm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có. Ghen mà chối. Dạ. Đúng không? Rồi không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á. Thì anh nói, thằng nào à? Thằng nào? Thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi, ủa ghen hả? Anh cứ chở qua chuyện. Dạ. Rồi còn thằng xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu phải tật xấu tốt, đâu. Đường ruột tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tự tưởng đang ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, Liên Thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó. Em khoái đó, lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Đó không mà tiêu hóa tốt, hàng chi nó ốm. Dạ. Thiệt mà, nó phải xả ra mới ốm được. Rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn một chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả, con nít dữ lắm ạ. Dạ, tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt rồi bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng hai tay. Dạ. Cứ chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Giờ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt chơi game. Lo việc nhà. Bất chơi game lo việc nhà. Là kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ổn định. Đừng bớt game. Chơi game quá không tốt. Nhiều khi mấy anh nhà nó chơi game quá. Đúng rồi đấy em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt. Bị gì? Bị sỏi mắt. Sỏi tức là mắt hột quá phải không? Dạ. Bị mắc hột quá đúng không? Dạ, cường nó hả? Cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắc hột, đau. Bị cườm á phải không? Vậy dạ. Thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Dạ. Nghe em,
Nay đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có bé ạ. Được gần 3 bé. Dạ. Dạ. Mà, vậy hả? Dạ. Chắc chưa biết giới tính đâu đó nghe. Dạ, con trai con gái gì cũng được. Không rồi. Dạ. Bây giờ là có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Ừ. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á bắt chồng ngồi bắt đầu á luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không? Mốt á con mình đẻ ra bắt ổng dạy. Cho dạ. mình đỡ cực. Hiểu dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm. Vừa phải cho bú, vừa phải chăm sóc thế này, này kia kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt. Dồn bắt ổng. Hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia kia nọ. Đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều nguy hiểm lắm á. Rất dạ. nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Quăng thổi luôn. Ừ. Đó, cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Yeah. Rồi, chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ con vui. Dạ vâng ạ. Rồi, giờ mình bốc thăm nha.